Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa biết như thật về hành như cây chuối lột bỏ từng bẹ thì không còn gì cả, minh vô minh vân vân, do các duyên tạo thành, nghiệp phiền não vân vân, hòa hợp giả lập. Thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tướng của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự sanh của hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết hành không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp sanh, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự sanh của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự diệt của hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết hành không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự diệt của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của hành? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của hành, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh của nó thường như, chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, nên gọi là chân như. Thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết chân như của hành. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng của thức, như thật biết sự sanh của thức, như thật biết sự diệt của thức, như thật biết chân như của thức, thì như vậy gọi là như thật biết thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tướng của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thức, giống như trò huyễn, do các duyên hòa hợp giả an lập là có, thật chẳng thể nắm bắt được, giống như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ở ngã tư đường biến hóa làm bốn loại quân lính, đó là quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, hoặc lại biến hóa làm các hình sắc khác, tướng tuy như có nhưng kỳ thực là không, thức cũng như thế, thật chẳng thể nắm bắt được. Thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tướng của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự sanh của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự sanh của thức, không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp sanh, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự sanh của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự diệt của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sự diệt của thức, không từ đâu đến, không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với pháp diệt, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sự diệt của thức. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của thức? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết chân như của thức, không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh của nó thường như, chẳng hư vọng, chẳng đổi khác, nên gọi là chân như. Thì này thiện hiện, đó là như thật biết chân như của thức. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sắc và tự tánh của sắc là không, như thật biết thọ và tự tánh của thọ là không, như thật biết tưởng và tự tánh của tưởng là không, như thật biết hành và tự tánh của hành là không, như thật biết thức và tự tánh của thức là không, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học năm uẩn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 12 xứ? Phật dạy,
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không, như thật biết nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, như thật biết sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không, như thật biết thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, như thật biết nội xứ và tự tánh của nội xứ là không, như thật biết ngoại xứ và tự tánh của ngoại xứ là không. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 12 xứ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 18 giới? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không, như thật biết sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết nhĩ giới và tự tánh của nhĩ giới là không, như thật biết thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết tĩ giới và tự tánh của tĩ giới là không, như thật biết hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết thiệt giới và tự tánh của thiệt giới là không, như thật biết vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết thân giới và tự tánh của thân giới là không, như thật biết xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, như thật biết ý giới và tự tánh của ý giới là không, như thật biết pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 18 giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 6 giới? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết địa giới và tự tánh của địa giới là không, như thật biết thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 6 giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 4 thánh đế? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết thánh đế khổ, như thật biết thánh đế tập, như thật biết thánh đế diệt, như thật biết thánh đế đạo, thì đó gọi là có thể học 4 thánh đế. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết thánh đế khổ? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết khổ là tướng bức bách, tự tánh vốn không, xa vỉa hai pháp, là sự thật của bậc thánh, khổ tức là chân như tức là khổ, không hai, không khác, chỉ có bậc chân thánh có thể biết như thật. Thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết thánh đế khổ. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết thánh đế tập? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết tập là tướng sanh khởi, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, là sự thật của bậc thánh, tập tức là chân như tức là tập, không hai, không khác, chỉ có bậc chân thánh có thể như thật biết, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết thánh đế tập. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết thánh đế diệt?
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết diệt là tướng tịch tịnh, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, là sự thật của bậc thánh, diệt tức là chân như tức là diệt, không hai không khác, chỉ có bậc chân thánh mới có thể như thật biết, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết thánh đế diệt. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết thánh đế đạo? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết đạo là tướng xuất ly, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, là sự thật của bậc thánh, đạo tức là chân như tức là đạo, không hai không khác, chỉ có bậc chân thánh có thể như thật biết, thì này thiện hiện, đó là như thật biết thánh đế đạo. Này thiện hiện, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học bốn thánh đế. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học bốn duyên? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết nhân duyên, như thật biết đẳng vô gián duyên, như thật biết sở duyên duyên, như thật biết tăng thượng duyên, thì đó gọi là có thể học bốn duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết nhân duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết nhân duyên là tướng chủng tử, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết nhân duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết đẳng vô gián duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết đẳng vô gián duyên là tướng khai pháp, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết đẳng vô gián duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sở duyên duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết sở duyên duyên là tướng trụ trì, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết sở duyên duyên. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tăng thượng duyên? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tăng thượng duyên là tướng chẳng ngại, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó gọi là như thật biết tăng thượng duyên. Này thiện hiện, như vậy là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học bốn duyên. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học các pháp từ duyên sanh ra? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết tất cả pháp từ duyên sanh ra, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi, dứt các hí luận, bản tánh vắng lặng, thì này thiện hiện, đó gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học các pháp từ duyên sanh ra. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 12 duyên khởi? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật biết vô minh là không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, như thật biết hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu tan khổ yêu não, không sanh không diệt, không nhiễm không tịch, tự tánh vốn không, xa lìa hai pháp, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học 12 duyên khởi. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thẳng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh? Phật dạy,
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết pháp không nội, chẳng có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể an trụ, như thật biết pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh, không có tự tánh, chẳng có thể nắm bắt được, mà có thể an trụ. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học pháp không nội, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Cụ thọ thiện hiện, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tương nghì. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết chân như không hí luận, không phân biệt mà có thể an trụ, như thật biết pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì, không hí luận, không phân biệt mà có thể an trụ. Thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Hết quyển thứ 384.